Phần Herodiade, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Herode kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodiade tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng: con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ: con nên xin gì? Mẹ cô đáp: xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục, chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mộ. Đó là lời Chúa. Niềm tin và lòng mến của Gioan Tẩy Giả. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trang tin mừng cho thấy kết cục thật bi thảm của một vị ngôn sứ. Theo logic của người thường thì đây là một thất bại, nhưng theo logic của tin mừng thì đây lại là một chiến thắng. Chiến thắng của sự thật đối với gian dối, chiến thắng của tình yêu vượt lên trên hận thù, chiến thắng của niềm tin đối với sự vô tín, chiến thắng của sự thiện trên sự dữ. Sự sống chính là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải có nhiệm vụ là bảo vệ, tôn trọng sự sống mà Chúa đã trao ban cho từng người chúng ta. Tuy nhiên, vì sống theo giáo huấn của Chúa, chúng ta có thể hy sinh cả mạng sống mình để làm chứng cho sự thật, cho chân lý, cho niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Và Chúa cho phép chúng ta làm điều này. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có đủ cái can đảm để thực hiện cái điều đó đâu. Chỉ những ai hằng suy gẫm và thực hành lời Chúa trong cuộc sống thường nhật thì mới đủ can đảm dâng hiến mạng sống mình trước một chọn lựa quyết liệt như vậy. Thưa cộng đoàn, Gioan đã từng khuyên người ta sống công chính, thánh thiện, ngay thẳng trước mặt Thiên Chúa, trước mặt người đời. Và giờ đây, ông thanh thản chấp nhận cái chết vì đã lên tiếng tố cáo sự gian ác, tố cáo sự vô luân của một bạo vương. Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu. Gioan Tình Hô đã yêu Chúa hết mực, thế nên ông sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho Chúa, cho công bằng, cho sự thật. Nói gương Gioan không phải là dễ, nhưng đó chính là điều mà Chúa muốn mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta xác tín tôi là con cái của Thiên Chúa, mình phải sống điều đó. Thưa cộng đoàn, Gioan Tình Hô đã chấp nhận cả cái chết để làm chứng cho niềm tin kiên trung và lòng mến sâu đậm của mình vào Thiên Chúa. Ông có quyền im lặng trước sự dữ để cứu lấy mạng sống của mình, nhưng ông đã chọn cho mình một cuộc sống cao cả hơn, đó là sự sống bất diệt trong Chúa. Còn chúng ta thì sao? Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta có những cái xem ra rất gần gũi, rất quen thuộc, gắn bó đến độ dường như không thể thiếu.
chẳng hạn những cái gì đây? Điện thoại di động nè, máy tính nè, TV, remote, chiếc radio, hoặc là điếu thuốc lá, ly bia, ly rượu, vân vân. Tự thân, chúng là những thứ không đến nỗi sống, hoặc chúng có thể là những cái công cụ tốt để phục vụ cho cuộc sống thêm phong phú. Nhưng không biết từ bao giờ thì những cái thứ này nó biến chúng ta thành kẻ nô lệ, mất hết tự do. Thậm chí nhiều khi chúng ta trở nên nóng giận một cách vô lý, bực bội, nổi loạn, thích bạo lực khi một ai đó mà quấy rầy chúng ta, khi chúng ta đang tận hưởng những cái thứ gọi là gần gũi thân thương này của chúng ta. Đó là trong sinh hoạt đời thường. Còn trong đời sống đức tin, đời sống đạo thì chúng ta như thế nào đây? Trong đời sống tôn giáo của chúng ta có những thứ rất tốt, rất đáng trân trọng. Ví dụ như chúng ta giúp đỡ người khác, phục vụ anh chị em của mình, v.v. Tự thân chúng là những cái phương thế tốt giúp cho mỗi người chúng ta nên hoàn thiện. Nhưng không biết tự bao giờ để chúng cho chúng ta một cái sự gọi là an tâm, rồi tự mãn. Giống như hình ảnh người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện, tuyên bố những công trạng, những cái điều tốt lành mình đã thực hiện được trước mặt Chúa. Giống như là Chúa phải thưởng công cho tôi, Chúa có nợ với tôi đấy. Hoặc là theo cái kiểu là tôi làm biết bao nhiêu việc đạo đức mà những người khác còn lâu mới làm được như tôi. Thái độ này khiến chúng ta không còn thực hiện những cái việc đạo đức vì lòng yêu mến, và nhiều khi không giúp đỡ tha nhân một cách đơn sơ quảng đại, mà là đáp ứng cho cái nhu cầu của bản thân mình là được người khác nhìn nhận, được người khác ngưỡng mộ, tán dương. Kính thưa cộng đoàn, nhìn và khám phá hành trình đức tin của Gioan Tiền Hô để rồi nhìn lại mình, chúng ta thấy mọi người chúng ta cần phải xác tín lại cái niềm tín thác của chúng ta vào Thiên Chúa. Niềm tín thác ấy có đủ mạnh để chúng ta không có bám víu và cậy dựa vào quyền lực, cậy dựa vào khả năng, hay là cậy dựa những cái thứ mà chúng ta đang sở hữu hay không? Thế thì đâu là những cái điều gọi là cốt yếu nhất trong niềm tin của mỗi chúng ta? Niềm tin đó là hướng trọn về Chúa trong tin yêu thật sự, hay là hướng về bản thân mình, chỉ tin vào những thứ mà mình có, mình sở hữu, mình đạt được hay không? Đó là gương về đức tin khi mà chúng ta đối chiếu với Gioan Tiền Hô. Nhìn gương sáng về lòng mến của Gioan Tiền Hô thì chúng ta cũng có dịp để xem lại lòng mến của chúng ta. Những việc đạo đức mà chúng ta thực hiện có xuất phát từ lòng yêu mến Thiên Chúa muốn vinh danh người hay không? Hay là chỉ muốn vinh danh bản thân chúng ta? Những việc lành mà chúng ta thực hiện cho tha nhân có thực sự phát xuất từ cái tinh thần phục vụ trong yêu thương hay không? Hay là nhiều khi, như mà chúng ta đã nói đó, xuất phát từ cái nhu cầu là chúng ta cần người khác tán dương, ngưỡng mộ, người khác nhìn nhận chúng ta. Lạy Chúa, xin dẫn chúng con vào sâu trong cuộc sống mật thiết với Chúa, để không có gì có thể lôi kéo chúng con lìa xa Chúa, để chúng con không còn loay hoay trong cái tôi nghèo nàn, ích kỷ của mình, nhưng can đảm thực hiện một cái cuộc xuất hành, một cuộc xuất hành mới ra khỏi chính mình, đến với tha nhân bằng tinh thần phục vụ đơn sơ và quảng đại. Amen.